Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chị Nắng Booking và Cuộc Sống ở Hà Nội. Các bạn thân mến, trái châm hay còn gọi là châm mốc, châm vối, vối rừng là một trái màu tím, ăn có vị ngọt, hơi chát. Trái châm có chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe như là calo, carbon hydrate, chất béo, chất đạm, vitamin A, vitamin C, canxi, sắt, magie, phốt pho, mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Ngoài việc ăn tươi, làm siro, ngâm đường, trái châm còn có thể ngâm rượu. Đây là một loại quả mang đến nhiều công dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe như là làm đẹp da, chống viêm, ngăn ngừa tiểu đường và tốt cho bệnh tim mạch. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sinh tố trái châm và cách ngâm rượu từ trái châm. Mời các bạn cùng theo dõi. Để sử dụng trái châm vối thì các bạn cần rửa sạch và ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút để loại bỏ bụi bẩn và tạp khuẩn. Sau đó thì các bạn vớt ra và để cho nó ráo nước. Để ngâm 1kg trái châm vối với rượu thì chúng ta cần chuẩn bị thêm 500g đường phèn, lọ thủy tinh sạch và 1 lít rượu loại từ 35 đến 40 độ. Để trái châm vối tiết ra nước nhanh khi ngâm thì các bạn cần phải cắt bỏ cái phần đầu trái châm vối. Cắt đến đâu thì các bạn cho luôn vào lọ đến đó. Cắt được 1/3 thì các bạn trải một lớp đường phèn lên trên. Tiếp đến để làm một lớp trái châm vối. Cứ như thế thì đến lớp trên cùng sẽ là lớp đường phèn. Giờ thì chúng ta sẽ cho rượu vào. Các bạn cho rượu vào luôn, không cần đợi châm vối tiết ra nước. Sau đó thì các bạn đậy kín nắp và cất vào một nơi thoáng mát, khoảng 1 tuần là có thể uống được. Đối với cách làm sinh tố thì sau khi các bạn rửa sạch và để cho ráo nước, các bạn cho trái châm vối vào rổ, đặt vào trong một cái bát to và dùng tay bóp mạnh để tách cái hạt châm vối ra khỏi quả. Và đây là cái phần hạt mà mình đã bóc tách ra khỏi trái, mình sẽ để nó qua một bên. Mình sẽ cho vào đây xâm xấp mặt nước sôi để nguội. Và tiếp tục bóp để trái châm nhuyễn ra. Phần thịt châm vối sẽ lọt xuống dưới bát, còn phần vỏ sẽ ở lại trên rổ. Bây giờ thì mình sẽ cho toàn bộ cho châm vối đã lọc được này vào máy xay sinh tố. Tiếp đến mình cho vào sữa đặc. Cho thêm đường cát, ít nhiều là tùy vào khẩu vị của các bạn. Cuối cùng thì các bạn cho đá viên vào và xay nhuyễn hỗn hợp. Sinh tố trái châm vối có màu tím rất là đẹp. Bây giờ thì các bạn đổ ra cốc và thưởng thức. Bên cạnh là bình rượu ngâm trái châm vối, mình ngâm được 2 ngày. Mới có 2 ngày mà nó đã ngả sang cái màu tím nhạt. Sau 1 tuần nó sẽ có màu tím đậm rất là đẹp. Còn hương và vị thì chắc chắn là các bạn sẽ rất thích. Và đây là màu sắc của rượu sau 2 ngày ngâm. Các bạn có nhận thấy nó có màu tím nhạt không? Để thưởng thức rượu thì mình sẽ cho vào vài viên đá lạnh. Mình sẽ nếm thử vị rượu và hương rượu.
Hương thơm thì rất là đặc biệt và vị thì khá giống với rượu vang chát. Nó rất là dễ uống mà mình chắc chắn là các bạn nữ cũng sẽ rất là thích cái hương vị rượu này. Bây giờ thì mình sẽ nếm thử sinh tố. Sinh tố thì rất là chua, có vị ngọt thanh và có một chút chua nhẹ. Sinh tố này đã được tách vỏ cho nên là không còn cái vị chát ở trong đó. Các bạn thân mến, mình vừa chia sẻ với các bạn cách ngâm rượu và cách làm sinh tố từ trái châm mốc hay còn gọi là trái châm vối. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh và để lại bình luận góp ý giúp mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!